Trương Quỳnh Anh chính thức tung ảnh bên trai đẹp sau thời gian dài kín tiếng, vì biết chuẩn bị có hỷ. Hình ảnh Trương Quỳnh Anh thân mật bên trai đẹp đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trương Quỳnh Anh là một trong những gương mặt quen thuộc với làng giải trí Việt, từ lĩnh vực ca sĩ cho đến phim ảnh, Trương Quỳnh Anh đều ít nhiều tạo được ấn tượng với khán giả. Sau một thời gian dài vắng bóng, ít xuất hiện trong làng giải trí để chăm sóc cho con trai, mới đây Trương Quỳnh Anh đã dần trở lại Vbiz. Không chỉ xuất hiện với tần suất dày đặc, ở một diễn biến mới nhất, Trương Quỳnh Anh cũng đã chính thức chia sẻ hình ảnh bên trai đẹp. Sự đẹp đôi của Trương Quỳnh Anh và bạn diễn đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Không biết rằng cả hai sẽ hợp tác trong dự án nghệ thuật gì và liệu rằng showbiz sắp có thêm hỷ hay không. Thế nhưng sau đó không lâu, Trương Quỳnh Anh đã lên tiếng cho hay đây chỉ là sự kết hợp trong dự án phim Siêu Trợ Lý của Trương Quỳnh Anh. Trở lại với công chúng trong vai trò nhà sản xuất, diễn viên, dự án của Trương Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả suốt thời gian qua. Mặc dù chỉ là một dự án phim chiếu mạng, song nữ diễn viên vẫn cho thấy được sự đầu tư bài bản, công phu. Bản thân Trương Quỳnh Anh cũng cho thấy sự đầu tư khi cô quyết định tham gia khóa học về diễn xuất chuyên sâu. Thông thường, chỉ những dự án điện ảnh mới cần điều này, nhưng để có một sản phẩm với chất lượng tốt nhất, Trương Quỳnh Anh vẫn cố gắng hết sức đầu tư cho dự án này. Cô cũng hạn chế công việc bên ngoài để toàn tâm toàn ý thực hiện Siêu Trợ Lý nhằm mang đến cho khán giả một sản phẩm chỉnh chu, đánh dấu cột mốc mới trong lần quay trở lại showbiz của Trương Quỳnh Anh.